Xin chào anh em của Cà Phê Liên Minh. Như các bạn đã biết thì thời điểm hiện tại đã là khoảng thời gian hết sức nóng về những cuộc chuyển nhượng tiền mùa giải. Sẽ có người ở và kẻ đi. Trong số đó, không thể thiếu thông tin về đội tuyển có lượng người hâm mộ lớn nhất hiện nay là SKT T1. Vậy thì hôm nay các bạn hãy cùng mình đi tìm hiểu về sự biến động lớn về nhân sự sau chung kết thế giới năm 2019 của SKT T1 nha. Nếu các bạn đang hóng tựa game Liên Minh Mobile Tốc Chiến thì đừng quên subscribe cho kênh mới của tụi mình nha. Link bên dưới phần mô tả đây ạ. Có thể nói rằng sau thất bại tại chung kết thế giới vừa qua đã khiến cho bản thân Faker, Koma và những thành viên khác của SKT T1 gặp rất nhiều những vấn đề về tâm lý. Được đánh giá là hạt giống số 1 LCK, là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất của chiếc cúp vô địch. Ấy vậy mà SKT T1 lại khiến người hâm mộ thất vọng với màn thể hiện khá tệ tại vòng bán kết trước Di Trụ Esports. Không thể đến với vòng chung kết, cơ hội phục thù của SKT phá sản hoàn toàn. Họ không thể chứng minh với toàn thế giới thấy rằng mình là kẻ mạnh nhất. Và đây chính là lý do biến cuộc chuyển nhượng trong đội hình của SKT T1 ở thời điểm hiện tại nóng hơn bao giờ hết. Sở hữu một Dream Team với những cái tên vô cùng xuất sắc của LCK là Quỷ Vương Faker, Glitch, Mata, Teddy và Khan. Nhưng dường như SKT T1 không thể đẩy sức mạnh tận cùng của họ vươn lên trên tất cả tại trận chung kết thế giới vừa rồi. Đến giờ phút này, họ sẽ phải đối mặt với sự ra đi và những cuộc thương thảo mong giữ ở lại của những cái tên chủ chốt. Theo thông tin mới nhất được trang Notagamer đăng tải, thì Faker đã đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn với đội tuyển SKT T1. Anh chàng là một phần không thể thiếu trong hành trình chinh phạt nền liên minh huyền thoại của cực đế vương. Bản hợp đồng được ký vào ngày 18 tháng 11 và Faker sẽ tiếp tục thi đấu tại LCK trong áo của SKT đến ít nhất là cuối năm 2021. Đây là tin vui đối với cộng đồng hâm mộ SKT T1. Vì theo nhiều người thì thiếu đi Faker thì SKT sẽ không còn là SKT đã từng tồn tại nữa. Song hiện tại thì phía SKT vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về bản hợp đồng mới của Faker. Bên cạnh đó thì những cái tên như Teddy, Leo, Gori sẽ tiếp tục ở lại với đại gia đình SKT đến hết mùa giải sau. Vì SKT T1 giữ lại được Teddy cũng là một phần khẳng định họ sẽ tiếp tục cải tiến vị trí hỗ trợ sao cho phù hợp nhất đối với anh chàng xạ thủ đa tài này. Tuy nhiên, một trong những biến động lớn nhất trong khoảng thời gian này là cả huấn luyện Koma, Zefa, Khan, Glitch, Mata, Haru, Crazy, Fly đều đã hết hạn hợp đồng với SKT T1 và họ đang là huấn luyện viên cũng như tuyển thủ tự do. Thực sự khi nhìn thấy những dòng chia sẻ cảm ơn của SKT T1 được đăng tải mỗi ngày dành cho từng thành viên khiến cho người hâm mộ không khỏi bối rối. Họ tự đặt câu hỏi rằng liệu rằng SKT có tiếp tục níu giữ hay tất cả chỉ là quá khứ của nhau. Điều đáng tiếc hơn cả là việc huấn luyện viên trưởng Koma cũng đang đứng trước bờ vực chia tay với SKT T1. Nếu đây là sự thật thì linh hồn của đội tuyển này như mất đi một nửa vậy. Bởi vì huấn luyện viên Koma đã cùng với SKT T1 bước những bước đi đầu tiên trên hành trình chinh phục đỉnh vinh quang. Và chính anh cũng là nguồn cảm hứng, động lực cho rất nhiều những tuyển thủ đã từng gắn bó với SKT T1. Đứng trước những sự ra đi này, chúng ta thử tìm hiểu nguyên nhân xem lý do họ rời SKT T1 và bến đỗ mới của những cái tên sẽ đi về đâu. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về huấn luyện viên Koma, người đã gắn bó 8 năm với SKT T1 và cùng các học trò của mình đem về 3 chiếc cúp vô địch thế giới cho đội tuyển lắm thành tích này. Việc huấn luyện viên Koma rời đi đã có rất nhiều lý do từ người hâm mộ được đưa ra. Nhiều người nói rằng anh ấy đã hết nhiệt huyết với Liên Minh Huyền Thoại và anh ấy cần thời gian nhiều hơn cho gia đình, đặc biệt là người vợ sắp cưới. Trước đó, Koma đã chính thức công khai với cả thế giới rằng anh sẽ kết hôn vào cuối năm 2019. Và đây là động thái khiến nhiều người thấy rằng đã đến lúc Koma phải rời đi. Có một số người lại nói lý do sâu xa hơn là Koma sẽ tạm biệt SKT T1 để đội tuyển này có nhiều cơ hội tiếp cận với cái mới hơn. Đồng thời cái bóng của anh cũng sẽ không thể ảnh hưởng đến người kế nghiệp. Tất cả những lý do đều vô cùng thuyết phục. Và tất nhiên bến đỗ mới của Koma chắc hẳn là một tổ ấm mới của anh rồi. Tiếp theo là thành cát từ hãn Khan, người nắm giữ rất nhiều sự hoài nghi của người hâm mộ khi đến với SKT T1. Nếu như năm 2017, Khan nổi lên như một hiện tượng và tên tuổi của anh đè bẹp mọi tên tuổi top lane khác, thì đến năm nay, năm 2019, phong độ của Khan đã bị giảm sút đi rất nhiều do lối chơi không còn phù hợp, cũng như việc nhiều tuyển thủ trẻ đi lên.
Trải qua một năm cống hiến tại SKT T1, Thường Trừ Như Khan đã có một mái nhà vững chắc để khiến anh có thể thi đấu hết khả năng của mình. Nhưng sau thất bại vừa qua, Khan đã chính thức rời khỏi SKT T1. Lý do về việc Khan ra đi là vì anh muốn thử sức với một môi trường mới để tìm kiếm sự thành công. Hoặc cũng có thể là do SKT T1 muốn tìm đến một top lane khác có khả năng đánh độc lập và hỗ trợ team như Duke, Marine đã từng làm. Còn với người đi rừng vô cùng xuất sắc, Clip, tại sao thi đấu tốt như vậy, đạt nhiều giải MVP như thế mà anh lại không thể ở lại SKT T1? Theo mình thì việc rời đi lần này phần nhiều là từ phía Clip. Anh ta muốn bứt phá và thử thách bản thân thêm một lần nữa. Với một mùa giải được đánh giá là thành công, Clip đang được rất nhiều ông lớn trên thế giới nắm chọn. Việc rời SKT để đến với một miền đất hứa khác thì chẳng có gì là điều khó hiểu cả. Bởi lẽ ở thời điểm hiện tại thì SKT T1 cũng không còn là đội tuyển trong mơ như trước kia nữa. Quay ngược lại với câu chuyện của SKT T1 ở mùa giải mới năm 2020, thì ý đồ của đội tuyển này cũng đang được lộ rõ. Họ sẽ phải tìm huấn luyện viên chiến thuật mới, tìm những vị trí để lấp đầy những khoảng trống còn đó. Và những cái tên nào sẽ cùng chiến đấu với quỷ vương Faker sau thời gian sắp tới? Đây chắc hẳn là một câu hỏi khó khi mà cuộc chiến chuyển nhượng đang hết sức căng gò. Nhìn nhận một cách chủ quan thì Faker vẫn sẽ là người đi đường giữa chính và Teddy sẽ đảm nhiệm vai trò AD Carry ở mùa giải mới. Những vị trí còn thiếu sẽ là rừng, hỗ trợ vào đường trên. Với tình trạng hiện nay thì SKT T1 sẽ có thể mang về Kush, người đang chơi giữ vị trí top 1 thách đấu Hàn Quốc, hoặc sử dụng cây nhà lá vườn luôn với thực tập sinh đã nằm trong top 4 thách đấu. Còn đường rừng thì rất nhiều dự đoán sẽ nghiêng về Tak Jung bởi lẽ đội hình của Griffin đang trên đà tan rã với những drama trước đó. Việc lựa chọn Tak Jung cũng là một bước đi khá đúng đắn của SKT T1 lúc này. Tuy nhiên tất cả những thông tin trên chỉ là giả thuyết mà thôi. Còn sự thật như thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới biết được. Và nếu các bạn thấy những thông tin mình vừa đưa ra thực sự hữu ích về SKT T1 tiền mùa giải thì hãy nhấn like, share và subscribe để ủng hộ Cà Phê Liên Minh nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.